Đã bao lâu rồi bạn chưa được ăn những cây kem ở tuổi thơ? Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở mấy thơ nè? Hay là tôi lập một series những món ăn tâm linh ta? Tại vì những món ăn như thế này sẽ không bán ở một chỗ cố định, mà phải hên dữ lắm hoặc là có duyên thì mới gặp được các cô chú. Bởi vì đây là những chuyến xe rong ruổi khắp nẻo đường. Một ổ bánh mì kẹp kem như thế này là chỉ có 10.000. Còn kem cây với hai loại chất liệu là xốp và giòn thì chỉ có 5.000 một cây. Chú này thường bán là sử dụng kem nhãn. Bên trong kem sẽ có thịt nhãn tươi ngọt, giòn, ăn rất là đã. Nói thiệt luôn là tôi rất là thích ăn cái kem có cái lớp vỏ xốp xốp. Đó, mọi người thấy trong hũ không? Cái màu vàng với màu hồng đó. Còn có những người ta sẽ thích ăn cái loại giòn hơn. Được chế biến từ bột nha. Một phần kem lúc nào cũng sẽ được rưới lên một ít sữa đặc và một muỗng đậu phộng đập nhuyễn úp lên cái phần kem đó. Một cây kem mát lạnh thơm lừng mùi nhãn hòa cùng với vị ngọt béo của sữa đặc, bùi và thơm của đậu phộng nữa nha. Chú hay chạy trên đường Lê Thị Hồng gắm nhưng mà cái dắt nào thì tôi quên mất tiêu rồi. Khúc này tôi mua là tầm 1:30. Tôi thích ăn cái phần bánh mì kem ở đây, nó giống như là cái bánh mì ngọt chứ không phải là bánh mì Việt Nam truyền thống như bình thường của mình. Cho nên cái phần bánh mì bên ngoài mềm thơm, không có bị cứng, ăn rất là thích. Phải nói ngày xưa là được một cây kem rất là quý rồi, mà bữa nào xin được mẹ tiền nhiều hơn một xíu thì mua được ổ bánh mì kem. Phải nói là bữa đó vui cả ngày luôn á mọi người. Còn bạn thích một que kem như thế nào? Nhớ comment cho tụi mình biết nha.